Xin chào các bạn nha. Chà, hôm nay mình có nhiều xe quá này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chơi xe nha. Đây. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn, xe máy xào này. Mình thấy chiếc xe này chạy được có tốt không nha. 1, 2, 3. Wow. Đây bị mấy cát này các bạn. Thôi, xe chạy thêm thứ thế nhau. Wow, một chiếc máy xúc đã bị lật rồi các bạn. Đó. Đây là mình có chiếc xe này đây các. Đây là một chiếc, lại là một chiếc xe máy đào này các bạn. Đây là một chiếc xe máy xúc nha. Wow, xe máy xúc hình con khủng long này các bạn. Xe có bánh đà này nha. Wow, là coi yếu quá. Ở đây mình có một chiếc xe buýt này. Wow. Một chiếc xe buýt nha các bạn. Có một chiếc xe buýt màu vàng này nha các bạn. Xe buýt màu vàng nha. Wow, lạc luôn. Xe buýt màu vàng lạc luôn. Đây là một chiếc xe trụ bê tông này các bạn. Xe trụ bê tông này. Xe trụ bê tông màu vàng luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy thử luôn nha. Xe trụ bê tông chạy khá mạnh. Rồi. Tiếp theo, đây mình có chiếc xe gì đây này các bạn. Một chiếc xe bản số 33 xe, đây xe đua nha các bạn. Quá dữ luôn, lạc xe luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ có xe gì đây nữa nè. Đây là một chiếc xe chở đất các bạn ơi. Một chiếc xe chở đất rồi. Mình sẽ lái một chiếc xe múc. Xe mới đào đây. Rồi, xe múc đất luôn nha. Wow, quá tuyệt vời luôn. 2, 3 xúc nha. 4 xúc nha. Wow, đây rồi. Đây lên xe. Wow, lên đường đây luôn. Wow, quá dữ. Rồi, đổ đất nha các bạn. Wow. Xe ben nó mở ra chưa? Wow, đã mở ra rồi. Wow, ok. Rồi, xa, tiếp tục. Rồi, xe đem máy đào mình đi rồi, đây luôn. Rồi, tiếp tục. Wow, đây mình có xe cần cấu này các bạn ơi. Wow, xe cần cấu màu vàng luôn nha. Mình sẽ đi thử test thử nha. 1, 2. Wow, đúng xe thuận bê tông luôn này các bạn. Động xe trộn bê tông luôn nha. Tiếp tục. Đây. Wow, mình có một chiếc máy bay trực thăng này các bạn. Nha. Đây là một chiếc máy bay trực thăng nha. Wow, tuyệt vời luôn ha. Một chiếc máy bay trực thăng màu vàng nha các bạn. Rồi. Wow, lật luôn. Rồi. Tiếp tục. Wow, đây là một chiếc máy bay trực thăng có pin này các bạn ơi. Wow, quá thì qua luôn này bạn. Wow, có bánh chạy luôn này bạn. Wow. Ok, cái có pin luôn. Rồi, mình sẽ cho qua một bên luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc này bạn ơi. Một cái cần này. Cần này hạ lên xuống được nha các bạn. Wow, xe máy xúc hình con rồng luôn nè các bạn ơi. Wow, quá đã. Thôi trẻ thôi. Wow, tông xe máy cao xe cần cấu kia luôn nha. Wow, tiếp theo mình có một xe trộn bê tông này các bạn. Xe đây xe trộn bê tông nha các bạn. Wow, quá đã luôn. Wow. Thôi mình sẽ chạy thử xe trộn bê tông luôn nha. Wow, quá dữ. Rồi, đây là một chiếc xe cùng bê tông. Rồi, hôm nay mình sẽ chơi bây giờ mình sẽ chơi xem thử xe nào tốc độ nhanh hơn nha các bạn. Đây, hiện tại thì mình có nhiều xe đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi xe buýt nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, xe buýt tới đó hết rồi các bạn. Chạy dữ quá.
Rồi tiếp tục mình sẽ dùng một chiếc xe máy cẩu nha các bạn. Đây là một chiếc xe cẩu đây. Wow, xe cẩu chạy khá mạnh luôn nha các bạn. Wow, quá dữ. Bây giờ mình sẽ có một chiếc máy bay trực thăng đây. Wow, chiếc máy bay trực thăng khá mạnh luôn. Bị tuột rồi bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ dùng đây. Đây là một chiếc xe chở đất này các bạn ơi. Xe chở đất hình con khủng long nha các bạn. Lật luôn bạn. Tới chỗ đó lật luôn rồi. Tiếp tục. Đây là một chiếc xe cẩu nè các bạn. Chiếc xe cẩu nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. 2, 3. Chiếc xe cẩu tông luôn, chiếc xe cẩu nhỏ cái luôn. Chiếc xe cẩu lớn tông chiếc xe cẩu nhỏ rồi các bạn. Tiếp tục. Đây là bây giờ mình có một chiếc xe xe 4 chỗ này các bạn, xe là xe đua nha các bạn. 2, 3. Xe đua nhưng mà bị đi trật đường rồi các bạn ơi, bị rớt xuống hố rồi. Tiếp tục. Đây là một chiếc xe trụ bê tông này các bạn. Xe trụ bê tông. Rồi tiếp theo đây là một chiếc xe múc đất nha các bạn. Rồi bây giờ xe múc đất sẽ chạy thử xem thử tốc độ xe nào mạnh hơn nha. Yếu rồi, xe đó tới đó ngừng rồi nha các bạn. Tiếp tục. Mình sẽ có một chiếc xe trụ bê tông khác nữa nè. Xe đây là xe trụ bê tông màu vàng nha các bạn. Vô tốc độ. 2, 3. Xe trụ bê tông chạy khá mạnh luôn các bạn, quá dữ. Rồi tiếp theo. Đây là một chiếc xe máy xúc nè các bạn ơi. Xe máy đào hình con khủng long. Quá dữ. Rồi tốc độ nha. Nằm trên xe trụ bê tông luôn này các bạn. Xe máy đào nằm trên xe trụ bê tông luôn. Và chiếc cuối cùng là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi. Quá dữ. Chiếc máy bay trực thăng đây. Rồi tốc độ nha. 1, 2, 3. Máy bay trực thăng yếu quá các bạn ơi. Máy bay trực thăng này mình đó luôn rồi. Sẽ chơi xe nha các bạn. Mình có những chiếc xe này sẽ nhiều quá các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa. Bây giờ mình sẽ chơi chiếc xe này trước nha. Xe này đi. Xe này là xe xe con leo này các bạn. Xe đổ đất nha. Xe đổ đất bị mất cái bánh này rồi các bạn ơi. Mất cái bánh rồi. Rồi tiếp theo sẽ đây là một chiếc xe bản số CC 69 này các bạn. Sao tới đây dừng rồi. Quá tuyệt vời, vẫn còn chưa được nha các bạn. Bây giờ là một chiếc xe màu tím nha các bạn. Quá dữ luôn. Chiếc này là một chiếc xe 4 chỗ này các bạn ơi. Thiệt vời luôn. Đây là một chiếc xe cổ tốc độ. Không trúng chiếc xe mà xong dây chạy luôn các bạn. Quá dữ rồi. Đây mình còn nhiều xe quá. Đây mình có xe xe hình điện thoại này các bạn. Quá đã luôn. Tiếp theo đây là một con xe hình khủng long. Tuyệt vời. Con khủng long. Mình lấy một chiếc máy bay trực thăng đi. Wow.
Wow, máy bay trực thăng đi lộn chỗ rồi, đi vòng qua bên kia luôn này các bạn. Rồi ở đây mình sẽ có một cái gì bảng số xì số 24 này các bạn. Wow, đi ngược trở lại luôn các bạn. Xe này cũng khá dữ luôn nha. Đây mình lấy một chiếc mô tô đi. Wow, một chiếc mô tô. Wow, sao chiếc này chạy ngược trở lại này các bạn ơi. Chiếc đôi banh đà khá mạnh luôn nha. Mình sẽ lấy đây một chiếc xe chữa cháy. Xe đây là đưa công nhân lên này các bạn ơi. Wow, khá dữ luôn. Rồi, đây là một chiếc xe bán tải nha các bạn. Tốc độ. Wow, xe này tốc độ cao ghê các bạn ơi. Quá dữ luôn. Rồi, bây giờ đây mình có một chiếc xe bán tải nữa. Wow, tông trúng chiếc xe chữa đất kia nhưng mà không nguy xưa gì. Rồi, bây giờ wow, xe đây xe gì các bạn ơi? Xe đây xe chữa thú này các bạn ơi. Đó, con sư tử nè, đó, con chuột nè, con voi nè. Quá tải. Rồi bây giờ mình có một chiếc xe bảy chỗ nữa. Xe bảy chỗ chạy mạnh ghê. Xe đây xe gì ta? Wow, một chiếc xe hai chỗ nè. Xe hộp hình này các bạn ơi. Wow. Ồ, đi hai đường luôn các bạn. Bỏ con bánh đâu bạn luôn. Xe này chạy dữ ta. Rồi. Mình có xe hình gì đây? Xe hình gì không biết luôn các bạn. Chạy thử nha. Wow. Chạy ngược trở lại luôn nè các bạn. Quá trời luôn. Rồi, đây là một chiếc xe bảng số xe số 33 nha. Wow, xe đó cũng khá mạnh đó các bạn. Quá dữ luôn. Rồi, tiếp tục. Mình có xe hình phi nè các bạn ơi. Mình có xe hình cano nha. Wow, xe hình cano chạy mạnh tay. Quá dữ. Rồi, tiếp tục. Đây mình có thằng đây. Wow, mình có một chiếc máy bay trực thăng hình em biết này các bạn ơi. Wow, tuyệt vời luôn. Đây nè. Đây con gì đây? Wow, một con chuột. Một con chuột nha các bạn. Wow, chuột. Wow, chuột đúng là chuột. Chuột chạy nhanh ghê các bạn ơi. Quá dữ luôn. Chuột chạy quá dữ. Đây. Một con gấu này các bạn. Con gấu. Wow, con gấu vô chân của con vịt luôn rồi các bạn ơi. Lỗi con cá nha. Cá. Rồi, một chiếc xe bán tải nha. Bảng số xe 67. Tốc độ wow, quá dữ. Xe nhiều quá các bạn ơi. Giờ không biết chơi xe nào. Đây ha. Đây là một chiếc xe 7 chỗ này các bạn. Wow, chiếc xe 7 chỗ đó khá mạnh luôn nha. Xe này có hình thang này các bạn. Wow, quá dữ. 2 3. Wow, tông trúng con cũng lên luôn. Rồi, tiếp tục nha. Đây là một chiếc xe 4 chỗ này các bạn ơi. Xe kia chạy mà xe đây quay trở về này các bạn. Xe này quay trở về bảng số xe số 06. Rồi tiếp tục. Có xe 7 chỗ luôn nha. Wow, một chiếc xe 7 chỗ khá là mạnh. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mình chơi xe 50. Bảng số xe số 56 này các bạn. 56 nha. Wow, tuyệt vời. Thôi là bảng số xe số 9. Hình caro. Caro. Wow, xe chạy mạnh ghê bạn. Nối đuôi nhau luôn này các bạn. Đây là bảng sport này các bạn. Bảng số xe số 1. Bảng này là bảng sport nha.
Wow, hồng thống xe bán tải luôn. Wow, tiếp theo mình sẽ lấy xe bản số xe số 28 nha. Wow, xe này chạy sao. Wow, trúng máy bay kia, đi tới máy bay luôn các bạn. Tiếp tục. Hai, bản số xe số 45. Wow, thông trúng hai xe luôn nha các bạn. Rồi, đây một chiếc xe cảnh sát này các bạn, Bullet nha. Rồi, tốc độ, đúng khá tốc độ luôn. Đây, mình sẽ lấy một chiếc xe xe đây ha, xe cái thang nha, đưa thang hào hào. Wow, quá dữ. Thôi mình sẽ lấy một chiếc xe 7 chỗ này, thông xe 7 chỗ nha. Wow, tuyệt vời. Rồi, tiếp tục, đây là một chiếc xe 4 chỗ nha các bạn. Wow, quay ngược trở lại luôn nè các bạn. Wow, một chiếc xe hình con không leo nè các bạn, khá mạnh luôn nha. Wow, quá dữ. Xin thấy mình có xe đồ chơi gì nha các bạn. Wow, đây là một chiếc xe cẩu nha các bạn. Xe cẩu của bánh đà này các bạn. Có dữ. Rồi tiếp tục. Rồi đây là một chiếc xe MB trực thăng nè các bạn à. Chưa có pin trong đây nè các bạn. Để em lấy pin mình bỏ thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ pin thôi nha các bạn. Wow, chiếc máy bay được thanh nè các bạn. Wow, quá dữ luôn. Wow, ok, chiếc máy bay được thanh. Rồi, mình sẽ tách nó đi. Rồi, tiếp tục. Rồi, đây, mình có một chiếc xe cẩu này các bạn. Đây, một chiếc xe cẩu còn khủng long nha các bạn. Wow, quá dữ. Wow, quá tuyệt vời. Đây, bánh đà nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục mình sẽ wow, lại một chiếc xe móc con khủng long nữa nè các bạn ơi. Đó. Lại con chiếc xe móc con khủng long nè. Wow, quá đã luôn. Rồi, tiếp tục đây là một chiếc xe buýt này các bạn. Thấy chưa? Các bạn đi xe buýt nha. Rồi, xin phép xe chiếc xe buýt nha. Wow, quá dữ luôn. Chiếc xe buýt chạy bánh trướng khá là ok. Rồi, tiếp tục. Đây là một chiếc xe đỡ đất này các bạn. Rồi, là một chiếc xe đỡ đất này nha. Đó, xe đất. Wow, quá tuyệt vời luôn. Hai chiếc. Rồi, tiếp tục. Wow, bây giờ là một chiếc xe khủng leo trộn bê tông này các bạn. Đây là chiếc xe khủng leo trộn bê tông nha các bạn. Rồi, đây là chiếc bánh đà này. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Wow, mình có một chiếc xe máy xúc màu vàng nữa nha các bạn. Đó chưa. Wow, quá tuyệt vời luôn. Thôi, test chờ thử nha. Wow, quá đã. Đây, đây là đó, thấy chưa. Đây là xe cẩu này. Rồi, xe cẩu nha các bạn. Rồi, xe cẩu lên này.
ok, phải xuống, xả xuống nha. Rồi tiếp tục, tiếp theo mình có xi trộn bê tông này các bạn, quá dữ luôn, hoa hồng xi trộn bê tông nha các bạn. Đây. Wow, xi trộn với bê tông không có đó luôn, hoa hồng ở đây nó tự hạ luôn này các bạn, đó. Đó, tự hạ luôn nha. Wow, xì đậu nó quá dữ luôn. Wow, wow, đây là một chiếc sữa đất hình, lại là một cái hình con khủng leo màu đỏ này các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Wow, đây chạy thử nha. Wow, ok. Rồi, tiếp theo là một chiếc máy bay trực thăng. Xì trực thăng đây có bánh đà nha các bạn. Đấy, nó thì có bánh đà này. Thôi. Thôi. Wow 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 wow. Wow. Lật chiếc sim hay máy bay trực thăng luôn rồi. Thôi, ok. Rồi, tiếp đến là một chiếc xe kéo này các bạn. Wow, xe cẩu này nha. Đó, đây mình có xe cẩu này. Wow, quá trả luôn. Wow. Đây là một chiếc xe cẩu nha. Thôi, chiếc xe cẩu. Wow. Chiếc xe cẩu. Rồi. Wow, đây mình mới về một cái thùng nữa này các bạn. Nguyên thùng trong đây không biết là những chiếc xe gì trong đây nha. Lấy ra thử xem. Wow. Wow, nguyên thùng xe đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Đây là một chiếc xe 4 chỗ này các bạn. Wow, xe chạy khá mạnh luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục, đây là một chiếc xe bán tải luôn nha các bạn. Đó, xe là xe bán tải này nha. Wow, xe chạy khá mạnh luôn bạn. Rồi, mình nhiều xe quá, bây giờ mình lấy xe nào đây? Đây một chiếc xe bản số xe số 18 nha các bạn. Rồi, ok, bản số xe số 18. Wow, tuyệt vời luôn. Ông trúng xe trộn bê tông luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Đây, mình sẽ lấy một chiếc xe khác. Đây, bản số xe số 33 này các bạn. Quá đã luôn. Wow. Wow, xe chạy mạnh ghê các bạn ơi. Đó. Giờ mình sẽ chơi xe cẩu nha. Và xe cẩu đây. Cẩu lên này các bạn. Wow, đây. Chiếc xe cẩu bự luôn. Wow. Rồi, xe này lắc rồi, bây giờ mình xe cẩu lên nha. Wow, kéo lên thôi. Thì mình lấy thế mình kéo lên. Lên được rồi các bạn. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bơm lên nha các bạn. Rồi, mình sẽ kéo cả cẩu lên và sẽ bơm lên. Wow, mạnh quá, mạnh quá. Wow, lên rồi, hết lên rồi. Wow, 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 wow. Rồi, kéo cẩu lên thôi. Quá dữ, wow. Wow, đã cứu được chuyện một chiếc xe móc rồi các bạn. Rồi, hạ căng. Rồi. Rồi, đưa lên. Rồi, tiếp tục đi. Wow, lấy đường. Chiếc đây là một chiếc máy bay. Đây là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn. Quá dữ luôn. Rồi, ok. Wow, đây có một chiếc xe này các bạn ơi. Rồi, để test thử chiếc xe móc coi nha. Wow. Quá dữ. Wow, chiếc xe máy xúc này các bạn. Wow, xe móc xúc.
Wow, đây mình có nhiều xe quá các bạn ơi. Wow, đây là xe cẩu này các bạn. Xe chở đất nè. Xe đua nè. Có máy bay trực thăng luôn nha các bạn. Wow, có siêu thùng bê tông này các bạn. Rồi, có chiếc phi thuyền này các bạn ơi. Wow, cano này, cano nha các bạn. Wow, một chiếc xe đua 4 chỗ hiệu bất chưa này các bạn. Wow, quá đã luôn. Wow, có một chiếc, đây là một chiếc xe mô tô này các bạn. Wow, wow, xe chở đất nữa này các bạn. Mình có thiên thùng trong đây luôn này các bạn ơi. Xe luôn này. Wow, quá đã luôn. Nhiều xe quá, bây giờ mình sẽ chơi xe này nha. Rồi, đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn. Wow, xe máy xúc chạy quá dữ. Rồi, tiếp đến, và đây là một chiếc xe kéo này, xe cẩu này các bạn. Xe đây xe cẩu nha. Wow, quá dữ. Tiếp theo mình lấy một đây là một chiếc xe chở hàng quân đội này các bạn. Wow, xe chở hàng quân đội bị hư bánh rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp theo bạn số xe, đây là xe 4 chỗ các bạn ơi. Bạn số xe 4 chỗ này. Wow. quá dữ. Bây giờ mình sẽ chơi một chiếc xe máy bay được chiếc xe buýt các bạn. Xe buýt là xe buýt nhiều vàng nha. Wow, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình lại xe một chiếc xe buýt đây. Xe buýt nhỏ nè bạn. Xe buýt màu xanh lá chuối nha. Wow, quá dữ. Mình có một chiếc xe trụ bê tông này bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chơi đây. Đây là một chiếc xe cổ này các bạn ơi. Bằng số xe số 24 nha. Rồi, một chiếc xe cổ. Wow, chạy ngược trở lại luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi một chiếc xe đây. Xe đây là xe chữa cháy này các bạn ơi. Nó có vòi phun này các bạn. Wow, xe chạy quá dữ luôn. Tiếp theo, wow, mình có chiếc xe đua đây. Wow, xe đua chạy yếu quá. Bây giờ mình sẽ mình có một chiếc xe đây là xe tăng này các bạn. Wow, xe tăng chạy cũng khá yếu. Tiếp theo mình sẽ lấy một cái chiếc xe xe chở đất này các bạn. Wow, xe chở đất chạy yếu dữ ta. Xe chở đất chạy yếu quá. Mình sẽ chọn một chiếc xe thùng bê tông nha. Xe là xe thùng bê tông này bạn. Lên tốc độ luôn. Wow, siêu quá dữ. Tiếp theo mình sẽ chọn một chiếc máy bay trực thăng mèo vàng ha. Máy bay trực thăng mèo vàng nha. Wow, chiếc máy bay trực thăng mèo vàng chạy khá đỉnh. Dòng. Đây là một chiếc xe cẩu nè các bạn. Wow, chiếc xe cẩu nè, mèo xanh với mèo vàng nha. Wow, quá dữ. Tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc xe 7 chỗ nha các bạn. Wow, chiếc xe 7 chỗ 911 này các bạn ơi. Chuyển đổi tốc độ nha. Wow, chiếc xe 7 chỗ chạy khá tốc độ các bạn ơi. Khá nhanh luôn. Tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe xe đây, hình con chuột này bạn. Wow, một con chuột có hai cái răng nè. Wow, con chuột chạy khá mạnh luôn. Tiếp đến mình sẽ lấy một chiếc xe này đây. Xe này xe hai chỗ luôn. Wow, tông động chiếc máy bay luôn. Mình còn nhiều xe quá các bạn ơi. Đây ha. Một chiếc mô tô này các bạn. Chiếc mô tô mèo đỏ nha. Wow. Chiếc mô tô chạy khá mạnh luôn. Tiếp tục mình có chiếc xe
Xì chữ cháy này các bạn ơi. Xì chữ cháy. Bây giờ mình sẽ chọn một chiếc đây. Đây là một chiếc xe đua này các bạn. Tuyệt vời. Ôi, xem thử xe bán tải chạy nhanh mạnh không nha các bạn. Đây là một chiếc xe bán tải nha. Xe bán tải chạy mạnh ghê các bạn ơi. Quá dữ luôn. Xe đây. Mình sẽ chơi một chiếc xe con khá nha. Đây. Chiếc xe con khá chơi trùng với chiếc xe tinh luôn rồi các bạn. Mình sẽ lắp chiếc xe đây này. Chiếc xe biết chơi học sinh đẹp này các bạn. Xe đây bị hơi rồi. Sao xe biết đây mà xe chơi ché quay trở lại các bạn. Quá dữ luôn rồi. Thông trốn xe chơi ché quay được trở lại luôn. Bây giờ mình sẽ ở đây có một chiếc xe con ma này các bạn. Quá dữ chưa. Xe con ma nha các bạn. Đúng là xe con ma luôn, chạy ghê thiệt. Tiếp theo. Đây mình có chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi. Máy bay trực thăng này bỏ pin nha các bạn. Là hết pin mất rồi. Máy bay trực thăng màu xanh. Đây tiếp theo mình sẽ cho một chiếc xe đua nữa. Xe đua đây hư bánh đa rồi các bạn. Hai chiếc xe màu cam luôn. Bây giờ mình sẽ chọn một chiếc xe máy bay trực thăng này. Xe lửa máy bay trực thăng đây có 3 dòng con nha. Máy bay trực thăng màu xanh. Bây giờ mình có một chiếc xe chữa cháy nữa này các bạn. Xe đây là cái có một cái thang này các bạn ơi. Cái thang để đưa công nhân lên chữa cháy nha các bạn. Quá dữ. Thông thống cái xe chữa cháy liền luôn các bạn. Quá dữ luôn. Đây mình có chiếc xe màu caro này các bạn. Quá là đã luôn. Nhiều xe quá các bạn ơi. Đến mà mình có xe bản số 911 này các bạn. Xe 911. Xe 7 chỗ chạy cũng khá là mạnh luôn. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tìm những chiếc xe nằm trong khu quanh đây. Đây mình đã thấy rồi. Các bạn đây ha. Đây là xe gì đây ha? Một chiếc xe máy đào này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe máy đào mini nha các bạn. Mình có hai chiếc xe buýt luôn này các bạn. Đây là xe buýt mèo vàng nè. Một chiếc xe buýt mèo đỏ nè. Tiếp tục. Đây là một chiếc xe cổ nè các bạn. Chiếc xe này chiếc xe cổ nè các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe 7 chỗ hình caro nha các bạn. Bản số xe 88 nè các bạn. Quá dữ luôn. Tiếp tục mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đây đang ngang góc chuối nè các bạn. Mạng đã chưa. Chuối mình có một chiếc xe mô tô này các bạn. Quá dữ luôn. Xe mô tô này đây lên góc chuối được không? Cho vô luôn nha các bạn. Với lại một chiếc xe máy đào bự này các bạn. Xe máy đào một cán này các bạn. Xe nữa xe chạy tốt không nha các bạn. Quán còn tốt nha các bạn. Cho vô vỏ luôn nha. Và thêm hai chiếc xe, một chiếc xe bán tải này các bạn ơi. Xe bán tải xe bản số 67 này các bạn. Cho vô vỏ luôn. Một chiếc xe 4 chỗ bản số xe 59 này các bạn. Quá dữ. Cho vô vỏ luôn nha. Tiếp tục theo chân mình đi.
đi ha, ha. Ê, đây 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 đây. Wow, đây này các bạn. Wow, nguyên nồi xi luôn các bạn. Rồi thì xe về nha. Wow. Xe đây là xe 4 chỗ nè. Wow, có một chiếc máy bay bự nè các bạn. Thấy không? Một chiếc máy bay nè. Trời ơi, vỏ luôn nha. Wow, đây là một chiếc xe 7 chỗ. Hai chiếc luôn nè các bạn. Wow, hai chiếc xe. Hai chiếc, ba chiếc xe 7 chỗ luôn, hai chiếc xe giống nhau luôn nè các bạn. Đó. Đây. Thì giống nhau hai chiếc xe bằng số 911 luôn nha. Quá dữ luôn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mình đi kiếm xe tiếp nha các bạn. Đây 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 đây, mình thấy trốn trong đây nè các bạn. Đó, wow. Wow, trong đây được nhiều xe nè các bạn. Đây đây nữa, đây nữa. Wow, đây là một chiếc xe năng nè các bạn. Đó, đây là xe năng để nâng công nhân lên này nha. Wow, chỗ vô vỏ các bạn. Thôi. Wow, đây là một chiếc xe bản số xe 90 nè các bạn. Rồi, xe 4 chỗ. Là chỗ wow, quá trời xe rồi. Hôm nay thu hoạch quá nhiều rồi các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi kiếm tiếp nha các bạn. Đó, đây 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 đây. Wow. Ngàn gấp chuối nữa nè các bạn ơi. Ồ, mình có một chiếc xe chở đất nè các bạn. Wow, xe chở đất màu vàng nha các bạn. Xem nó xe đi được không nha. Wow, xe vẫn đi tốt nha các bạn. Wow, xe đi tốt lắm nha. Rồi, cho vô vỏ luôn nè các bạn. Làm một chiếc xe trộn bê tông nữa nè các bạn ơi. Đó. Xe trộn bê tông quá dữ luôn rồi. Tuyệt vời luôn. Wow, một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Wow. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi tìm tiếp nha các bạn. À, bên kia, bên kia. Wow, đây nè các bạn. Đó. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Wow, thấy rồi nha. Đây, đây. Đây là một chiếc xe chở đất này các bạn ơi. Wow. Một chiếc xe chở đất á, chắc là mini nhỏ nha. À, tiếp tục. Đây là một chiếc xe kéo này các bạn. Wow, xe kéo có mép này các bạn ơi. Wow, quá đỉnh. À, wow, là một con bò cánh, con bò hung này các bạn. Wow, con bò hung này có một cái bánh xe, có bánh xe dưới đây nè các bạn ơi. Wow, quá dữ rồi. Wow, quán chè tốt nha các bạn. Rồi, ok, tiếp tục mình sẽ đi kiếm tiếp nha các bạn. Không biết xe mình ở đâu nữa. Wow, đây 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 đây, lại thấy nữa rồi. Quá dữ, quá dữ rồi. Đây, xem thử mình có gì ở đây nha. Wow. Wow, một máy bay trực thăng màu vàng các bạn à. Đấy. Máy bay trực thăng màu vàng này. Đấy. Wow. Ok, wow, cho vô vỏ luôn. Lại là một chiếc máy bay trực thăng. Lại là một chiếc máy bay trực thăng màu, đây là màu xanh với màu trắng các bạn, hai màu luôn này. Màu xanh dương này nha các bạn. Cho vô vỏ các bạn. Thêm một chiếc máy bay trực thăng màu vàng nữa nè các bạn. Wow, quá dữ. Wow, cho vô vỏ luôn. Hôm nay thu hoạch được nhiều xe quá rồi các bạn. Rồi, tiếp tục mình chặn mình đi nha. Ngang đây nè các bạn. Đây. Ngang chỗ đây mình có xe gì đây các bạn. Xe đây là một chiếc xe bán tải nè các bạn ơi. Rồi vỏ luôn các bạn. Wow. Thêm ba xe đây nữa nha. Quá dữ. Rồi xe 7 chỗ hình Caro này. Xe 4 chỗ này, hai cũng xe 7 chỗ này. Wow, quá trời nhiều xe rồi. Hôm nay thu hoạch được nhiều xe rồi. Wow, ngay đây có một đống xe nữa nè. Đây. Đây là bảng số 99 này các bạn. Thấy chưa? Rồi cho vô luôn. Wow, đây là một chiếc máy bay trực thăng, đây là một chiếc chiếc xe tăng nữa này các bạn. Wow, quá đã. Thêm hai con gì đây nữa. Wow, còn đây là một chiếc máy bay trực thăng nhỏ này. Một chiếc máy bay lớn này. Máy bay này, máy bay chở khách đi xa này nha các bạn. Wow, thêm bốn con nữa này. Quá trời dữ rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy lên lên này luôn nha. Đây.
Rồi mình sẽ lái xe chở cát chạy trước nha các bạn. Hai, xem thử xe nào đi tới đích kia trước nha. Đó. 1, 2, 3. Wow, xe chở đất lạc mất tiêu rồi các bạn. Chưa tới nơi nhưng bị lạc rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ lái một chiếc hai. Mình sẽ lái một chiếc Civic nha. Civic màu vàng này. 1, 2, 3. Wow, Civic màu vàng đã bị lạc rồi. Chưa tới nơi nhưng đã bị lạc rồi nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ lái một chiếc xe trộn bê tông nha. Rồi ok, chạy thôi, xuất phát. 2, 3. Wow, xe trộn bê tông đứng nhất luôn các bạn, đi xa nhất luôn. Nó xa hơn xe đổ đất luôn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ lái một chiếc xe máy kéo này các bạn. Đây là một chiếc xe kéo nha, rồi xe cẩu nha. Rồi cho xe cẩu chạy luôn. Xe kéo chạy yếu quá. Tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe xe đây là xe múc nha các bạn. Xe múc đất này các bạn. Wow, quá dữ. Rồi chạy thử ơi, xe múc đất có cần đây. Wow, xe múc đất đứng nhất luôn, chạy trước nhất luôn. Quá đã đâu. Tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe xe năng nha, xe năng chạy test thử nha các bạn. Xe năng wow, lật mất tiêu luôn, xe năng cũng đã bị lật rồi. Thôi mình sẽ lấy một chiếc xe bản số xe 911 này các bạn. Xe đây là xe 7 chỗ nha, chạy thử nha. Mạnh không nha. Wow, xe này ga mạnh lắm các bạn. Wow, tới đó thôi. Có chiếc xe bốc dẫn cao nhất kia là đã thắng rồi các bạn. Đi xa nhất luôn. Thêm đây, bây giờ mình sẽ thêm một chiếc xe bán tải nữa đi. Đây. Wow, lật luôn. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình cùng mình chơi một trò chơi đua xe nha các bạn. Đua xe. Đây là tất cả toàn bộ xe của mình. Bây giờ mình sẽ tông cái một cái trụ bê tông kia. Đó, trụ gỗ kia nha các bạn. Đó. Xe nào tông trúng là thắng nha các bạn. Rồi xem thử chiếc bánh đà nào chạy được nhanh nhất. Bây giờ mình lấy từng xe nha các bạn. Rồi, xe đây là xe gì đây các bạn? Đó, đây là một xe bản số xe 24 này các bạn ơi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này đi tông đóng gỗ kia nha các bạn. Rồi, ok. Đây. Rồi, xem tốc độ xe này thế sao. 1, 2, 3. Wow, quá dữ. Wow, xe đó tông quá dữ các bạn ơi. Tông lật cái tấm gỗ phía bên sau kia luôn rồi. Vậy là xe khá mạnh luôn rồi các bạn. Rồi, đây là một chiếc xe điện thoại này các bạn. Rồi, tông 1, 2, 3. Rồi, xe điện thoại đây bị hư rồi, mấy kẹt bánh rồi các bạn. Bỏ qua một bên nha. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc đây là một chiếc xe xe năng này các bạn, xe năng nha. 1, 2, 3. Wow, mím ngã một cái trụ nữa các bạn ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy xe buýt đi các bạn. Đây là một chiếc xe buýt nha. Wow, xe buýt tông ngã mấy trụ luôn rồi các bạn. Rồi chắc bao nhiêu xe mình có thể tông được hết nha các bạn. Rồi bây giờ là một chiếc xe đồ cát này các bạn.
Wow, xe giá công mạnh ghê các bạn ơi. Rồi mình tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc xe bảy chỗ này đi. Xe bảy chỗ này. 1, 2, 3. Wow. Thôi bây giờ mình sẽ dẹp cái này đi. Thôi mình sẽ để cho những chiếc xe khác tâm nha các bạn. Rồi chiếc xe tăng. Wow, xe tăng chạy mạnh ghê nhưng mà đây lạc hướng mất các bạn. Thôi mình sẽ lấy một em bí trực thăng này đi nha. Đây một em bí gấu trực thăng này nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, bí gấu chạy nhanh quá nhưng mà không tươi chưa tới đích. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một xe máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng mèo xanh với mèo trắng đây. 1, 2, 3. Wow, lạc mất rồi. Máy trực thăng nó bị lạc rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe đây, một chiếc xe chở đất này các bạn. Chở đất nha. 1, 2, 3. Wow, chiếc xe chở đất đi lạc đường rồi các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái máy bay này ra đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một xe buýt đây. Xe buýt màu vàng đây này các bạn. Đó, xe buýt màu vàng tăng mạnh nha. 1, 2, 3. Wow, lạc trong gỗ luôn rồi các bạn. Mình chỉ còn mấy miếng kia thôi, chuẩn bị thắng địch rồi. Rồi mình sẽ lấy một chiếc xe cẩu này các bạn. Xe cẩu, ôi xe cẩu mạnh tốc độ nha. 1, 2, 3. Wow, xe cẩu đi lạc đường mất tiêu rồi. Rồi xe cẩu đi lạc đường. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn một xe này đi. Đây một chiếc xe bảy chỗ này nữa các bạn. 1, 2, 3. Wow, trong tốn chiếc xe xe kéo rồi, xe cẩu rồi, nhưng không trúng được gỗ các bạn à. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ chọn chiếc xe nào tốc độ đây ta. Rồi đây chọn một chiếc máy bay đi. Đó, máy bay tốc độ đi. 1, 2, 3. Ô, máy bay đặt đường rồi, máy bay tốc độ yếu quá. Rồi ta có một chiếc bây giờ ta sẽ có một chiếc đây bốn chỗ đây. Wow, chiếc này chiếc xe đua này các bạn. 1, 2, 3. Wow, chiếc xe đua tông khá mạnh các bạn. Wow, trong tới đất luôn rồi, ngã rồi, mình chỉ còn hai tấm gỗ nữa là chiến thắng nha các bạn. Đây mình sẽ chọn chiếc xe đua bự đây. Đó, chiếc xe đua bộ màu xanh xanh lá chuối nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, chiếc xe bự màu xanh lá chuối chạy yếu quá. Mình sẽ lấy đây, mình sẽ lấy một chiếc màu cam đây. Màu cam vô. Wow, khá yếu luôn. Rồi mình sẽ cho cái này qua một bên. Rồi đây mình chỉ còn hai tấm gỗ này thôi nha các bạn. Hai tấm bên tường đó thôi. Rồi sẽ lấy một chiếc xe tụ bê tông đi. 1, 2, 3. Wow, lật một cái luôn rồi. Còn một cái cuối cùng mình sẽ chọn một chiếc đây chiếc máy bay trực thăng của thêm một bi gấu nữa này các bạn. 1, 2, 3. Wow, bi này sao chạy lại ha. Wow, chạy ngược trở lại về đất luôn nè. Bé này chạy lạ quá. Rồi mình sẽ lấy một chiếc máy bay chở khách nha các bạn. Máy bay bự này. Wow, quá đỡ. 1, 2, 3. Wow, xì máy bay chạy nhanh ghê nhưng mà chưa tới đích các bạn à. Mình sẽ lấy một chiếc xe đua đi. Đây là một chiếc xe đua 7 chỗ này các bạn. 1, 2, 3. Wow, miếng trúng luôn rồi các bạn ơi. Miếng trúng rồi. đây là một chiếc mô tô này các bạn. Mô tô nha. Mô tô phân khối lớn này các bạn. Wow, lệch chỗ rồi. Mô tô chạy được nhưng mà lệch chỗ rồi các bạn. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ
đây một chiếc máy bay nhỏ đây đó, máy bay nhỏ đây nha. Wow, máy bay chạy khá mạnh luôn, nhưng không thể nào động được miếng gỗ cuối cùng kia các bạn. Rồi, còn một chiếc này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc nha. 8 chiếc không biết chiếc nào được thắng địch nha. Đây, tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe 4 chỗ đi. 2, 3. Wow, xe đây bị kẹt rồi các bạn. Xe 4 chỗ đang bị kẹt rồi. Wow, lấy xe 7 chỗ đây nha. Xe là chờ chiếc xe 7 chỗ đây. Nhìn tốc độ thế nào. Wow, miếng đụng rồi các bạn ơi. Wow. Tiếp tục lái xe bằng một chiếc xe bản số xe 911 nha. Chưa trúng được nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe xe sốc đàn các bạn. Wow, cái sốc đàn có thể là lật luôn cái kia nha. 1, 2, 3. Wow, chiến thắng rồi các bạn ơi. Hay, đây là một chiếc xe máy móc tuyệt vời. Máy móc này quá tuyệt vời luôn rồi các bạn. Wow, sẽ giành chiến thắng. Yeah. Wow, một chiếc máy móc ăn mừng. Quá giá, quá đã luôn rồi. Wow, chiếc này mạnh các bạn. Wow, ghê chưa, quá dữ luôn. Wow, máy sốc ra ăn mừng được rồi các bạn. Rồi, ok. Rồi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tìm kiếm xe trong cái đám cỏ này luôn nha các bạn. Wow, wow, ngang chỗ gốc dừa này các bạn. Wow, wow, chiến thấy một mầm dừa này. Đây là một chiếc xe gì đây nè. Một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Xe trộn bê tông có lỗ này các bạn. Để cho bê tông rớt xuống này các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, nữa mình sẽ chạy thử nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, một chiếc. Wow, phía bên này nữa nè các bạn. Đây. Đây là một chiếc xe đua này các bạn ơi. Wow, chiếc xe đua này khá là bự luôn này nha các bạn. Xe đua có đuôi này. Wow, có lỗ, có bô nữa nè các bạn. Rồi, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, đây. Wow, dưới đây là một gì đây? Đây là một chiếc xe cẩu này các bạn ơi. Xe cẩu này nha các bạn. Wow, xe cẩu đi vậy, cao ghê các bạn ơi. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ bỏ vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, ngang đây có một chiếc gì đây các bạn. Wow, đây là chiếc chiếc máy bay trực thăng này các bạn ơi. Máy bay trực thăng mèo xanh dương này các bạn. Rồi, cho vô vỏ luôn nha. Quá trời đã. Wow, các bạn ơi. Xe này là xe gì này các bạn. Đây là mình có một chiếc xe buýt này các bạn. Wow, chiếc xe buýt này khác với chiếc buýt bình thường này. Chiếc xe buýt này là chữa ra sân bay này các bạn ạ. Wow, quá đã luôn. Cho vỏ luôn nha các bạn. Wow, hôm nay mình phía đây nữa các bạn. Đây. Mình có một chiếc xe máy bay trực thăng màu vàng nữa này các bạn ạ. Wow, hai chiếc máy bay trực thăng luôn các bạn. Rồi, đây là trực thăng màu xanh dương và một chiếc trực thăng máy bay trực thăng màu vàng nha các bạn. Rồi, tiếp tục theo chân mình đi tìm kiếm xe nữa nha các bạn. Đây. Wow, có một chiếc xe đây. Wow, mình có một chiếc xe chưa đắt này các bạn ơi. Wow, chiếc xe chưa đắt, tí mình sẽ chưa cát đi dạo luôn nha. Chưa cát cho công trình nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đây. Wow, ngang đây có một chiếc xe móc nữa nè các bạn. Thấy chưa, các bạn thấy chiếc xe móc chưa? Wow, xe móc quá tuyệt vời luôn. Tí nữa mình sẽ bỏ cát luôn nha các bạn. Rồi, cho lên xe luôn nè các bạn. Cho vô vỏ luôn.
Ôi, chỗ đây có hai chiếc này các bạn. Wow, hai chiếc xe luôn. Ồ, lại là một chiếc Civic các bạn ạ. Chiếc Civic này là chiếc xe màu đỏ này các bạn. Wow, có kính này các bạn, gương này, gương chiếu hậu này, có máy lạnh luôn này các bạn. Rồi mình sẽ cho vô vỏ luôn. Wow, thu nhập thêm một chiếc nữa này các bạn. Chiếc đây là chiếc gì đây? Wow, chiếc là chiếc xe đua này các bạn. Wow, vẫn xe hơi xe đua luôn nha các bạn. Wow, cho vô vỏ luôn các bạn. Wow, các bạn ơi, wow, phát hiện được một ổ xe luôn này các bạn. Wow, đang nấp trong đó lá chuối này các bạn. Wow, mình sẽ coi xe gì ra các bạn ơi. Đó. Wow, đây là một chiếc xe 7 chỗ này các bạn, bản số xe 911 này các bạn ơi. Đó. Tiếp theo thì mình có một chiếc xe cầu thang này các bạn, để nâng công nhân đưa lên làm việc ở trên cao này nha. Oh, wow, mình có chiếc xe chứa đất nữa này các bạn. Wow, chiếc xe chứa đất nhỏ chút xíu luôn. Wow, đây có nữa. Wow, một chiếc xe tăng. Wow, xe tăng này là xe tăng màu tím này các bạn ơi. Đó, chiếc xe tăng màu tím nữa này. Cho vô vỏ luôn nha. Cái đây là cái gì đây, công trình gì đây cái này các bạn. Ôi, ngay đây có một chiếc xe 4 chỗ này các bạn ơi. Đó, quá đã luôn. Cho vô vỏ luôn nha. Và đây là một chiếc mô tô này. Wow, quá dữ. Rồi, cho vô vỏ luôn. Wow, mình có một chiếc xe đua này xanh nha, xanh lá chuối nữa này các bạn. Trùng với lá chuối đây này các bạn. Đó, thấy không? cho vô vỏ luôn. Đây. Đây là một chiếc xe hơi 4 chỗ này các bạn. Wow, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, mình có máy bay trực. Mình có một chiếc máy bay lớn luôn này các bạn. Cửa sổ chở được nhiều người luôn nha. Toàn lại là xe đua, mình sẽ bỏ vô hết vô vỏ này luôn. Máy bay mình bỏ luôn. Wow, một chiếc máy bay nhỏ này bí dễ thương ghê chưa các bạn. Ok, mình sẽ cho chạy lên cát luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho xe đua thử thêm nha các bạn. Đây là một chiếc xe mốc này các bạn ơi. Xem tới chiếc xe mốc đi tới đâu luôn nha. Wow, quá dữ. Wow, xe mốc đã bị lật. Rồi, tiếp tục. Đây là một chiếc xe cẩu này các bạn. Xe cần cẩu thì có mép này các bạn ơi. Đó, mình sẽ chạy thử đi. 1, 2, 3. Wow, xe cẩu đi quá dữ, đi một đường thẳng luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Đây mình sẽ lấy một chiếc xe hơi màu xanh lá chuối đi. Rồi, tốc độ luôn nha các bạn. Wow, xe hơi này yếu quá rồi các bạn. Wow, xe hơi này bánh đà yếu quá rồi. Cho qua một bên đi. Mình lấy xe hơi màu cam tới xem xe hơi màu cam này có chạy hơn xe hơi màu xanh không nha. Wow, xe hơi này chạy nhanh hơn luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lấy một chiếc xe trộn bê tông đi. Xe trộn bê tông này các bạn. Rồi, lên đường luôn nha. 1, 2, 3. Wow, chiếc xe trộn bê tông với chiếc xe kéo quá, chạy quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ lấy một chiếc xe chở đất đi. Xe chở đất nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, xe chở đất mạnh ghê bản tông luôn, chiếc xe tông lên chiếc xe hơi màu cam kia chạy luôn. Quá dữ. Rồi, tiếp theo. Đây là mình có một chiếc xe buýt này các bạn. Đây là một chiếc xe buýt nha. Wow, quá tuyệt vời luôn. 1, 2, 3. Wow, chiếc xe buýt chạy khá mạnh luôn. Quá dữ luôn các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy một chiếc xe chở đất nhỏ ra đi. Đây là một chiếc xe chở đất nhỏ nha các bạn. Chạy mạnh ghê các bạn, nhưng là chạy chỉ có đường đã bị tí rồi, ngã rồi. Đây mình sẽ lấy bằng số xe một chỗ xe 911 này các bạn. Lật luôn. Quá dữ luôn.
Civic. Đây cũng có một chiếc Civic này các bạn. À, Civic chạy tốt nha các bạn. Yếu quá rồi, yếu quá. Ai đây. Bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe bản số xe số 24 này các bạn. Đó. Wow, xe đây chạy cũng được này các bạn ạ. Đó. Wow. Wow. Xe này đẩy chiếc xe biết chạy luôn các bạn. Dữ hay mạnh dữ hay thằng. Rồi, ok. Tiếp tục. Rồi, mình sẽ lấy một chiếc xe xi năng đi. Đó, xe đây xi năng đưa công nhân lên trên cao làm việc này các bạn. 1, 2, 3. Wow, đi chưa đóng đường đã bị lật xuống luôn rồi các bạn. Quá dữ. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi, đây, mình sẽ có một chiếc xe đua 4 chỗ đây nha. Không, à, ok, rồi, mình sẽ chạy thử. Wow. Wow, khá mạnh. Rồi, tiếp theo. Xem chiếc nhà đây ta. Rồi. Đây, à, xin thử máy bay thực thân đây có bay chạy được không nha các bạn. Đây, chiếc máy bay thực thân nha. 1, 2, 3. Wow, khá tốt luôn các bạn. Máy bay thực thân chạy ngon luôn.